Nhân dân quê hương Đông Hội hướng về nhà tang lễ quốc gia, nơi quản linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bạn học thời niên thiếu của Tổng Bí thư giờ tuổi đã cao, sức đã yếu, chỉ biết nén nỗi đau thương nhìn từ xa bóng hình người bạn một thời cắp sách tới trường. Vậy là ước mong được tụ họp khi tuổi về già đã không trở thành hiện thực. Cả lớp thực sự yêu quý đấy, một con người nhà nghèo, người nhỏ nhắn, ít tuổi nhất lớp nhưng mà học giỏi nhất lớp. Tấm khăn tang được nhân dân trang trọng đeo trên ngực áo. Với mỗi gia đình Việt Nam, Tổng Bí thư như người thân ruột thịt. Hòa trong dòng người vào viếng Tổng Bí thư, không chỉ có nhân dân quê hương Đông Anh mà còn rất đông bà con từ khắp mọi miền đất nước. Hôm nay đến viếng thăm Bác Trọng với lòng tôn kính, là một người lãnh tụ, là cả cuộc đời là cống hiến cho Tổ quốc mà không màng một chút lợi nhuận về mình. Cầu chúc cho Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được an giấc ngàn thu và để nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của Bác. Quê hương Đông Hội đáng tự hào. Tên ông Phú Trọng đẹp biết bao. Hòa bình, phát triển, xây dựng nước. Bè bạn, năm châu, nức tiếng ca. Càng về trưa thì dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà càng nối dài, đặc biệt là những người dân ở vùng quê xa. Và ban tổ chức lễ tang đã bố trí lực lượng phục vụ tại các điểm đón tiếp, cấp phát nước, bánh cho nhân dân, bố trí xe điện, đưa đón nhân dân từ điểm tập trung đến nhà văn hóa nơi tổ chức lễ viếng để tránh ùn tắc. Lực lượng quân đội làm công tác tổ chức lễ viếng xác định thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có thể làm thâu trưa, thâu đêm để mỗi người dân đều có thể vào viếng Tổng Bí thư.